Thưa quý vị và các bạn, dù phải 3 tuần nữa mới lập hạ, nhưng nắng nóng đã xuất hiện nhiều nơi ở miền Trung với mức nhiệt có lúc lên đến 40 độ C. Cùng với khô hạn và thiếu nước thì nền nhiệt cao sẽ càng khiến cho tình hình hạn hán ở đây trở nên khắc nghiệt hơn. Số liệu quan trắc từ các trạm khí tượng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy mức nhiệt ở khu vực miền Trung phổ biến từ 37 đến 39 độ. Một số nơi cao hơn là Quỳ Châu, Nghệ An 39,7 độ, Tây Hiếu, Nghệ An 39,8 độ, Hương Khê, Hà Tĩnh 40,2 độ, Tuyên Hóa, Quảng Bình 39,8 độ, Đồng Hới, Quảng Bình 39,9 độ, Đông Hà, Quảng Trị 39,5 độ, Sơn Hòa, Phú Yên 39,4 độ. Sáng ngày mai, nắng nóng lan ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo phải đến cuối tháng 4 thì Bắc Bộ mới trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay. Do El Nino đã chuyển về trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nên mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng sẽ không gay gắt bằng năm ngoái. Thời điểm nắng nóng đỉnh điểm thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7, trung bình mỗi tháng xảy ra từ 3 đợt nóng, mỗi đợt kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo buổi chiều ở vùng núi phía Bắc các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Cao Bằng hay xuất hiện mưa dông, có nguy cơ cao về lốc xoáy, mưa đá.